vay app mà báo sai tài khoản có phải trả nợ không? Nhận diện app lừa đảo cho vay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyền hình pháp luật của luật sư TLT, TLT Legal. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng liên quan đến việc họ vay tiền trên các app cho vay với tâm trạng rất lo lắng. Chúng tôi không nêu tên app ở đây và thực tế chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều app khác nhau. Cụ thể câu hỏi như sau. Em có đăng ký vay tiền trên một app. Khi em cung cấp thông tin xong thì họ báo là khoản vay đã được duyệt và tiền vay đã về tài khoản trên app của em. Nhưng do em nhập sai số tài khoản nên tiền không về được tài khoản ngân hàng, nên họ yêu cầu em phải chuyển một khoản phí để sửa lỗi và xử lý khoản vay. Họ còn nói là nếu em không chuyển phí hoặc không muốn vay nữa thì em vẫn phải trả nợ, trả lãi vay do tiền đã về tài khoản trên app. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy. Khách hàng rất lo lắng, sợ bị lừa nên không muốn chuyển tiền phí. Mà nếu không chuyển tiền phí, không muốn vay nữa thì không rõ là hợp đồng vay đã được duyệt có hiệu lực hay không, có phải trả lãi hay không. Thưa các bạn, chúng tôi làm video này để các bạn có thể yên tâm hơn và có thể tự mình kiểm tra được tính pháp lý của việc vay app như trên. Thưa các bạn, trước hết chúng tôi xin khuyến cáo là với những trường hợp cho vay mà có thu trước các khoản phí như vậy thì hãy cẩn trọng lừa đảo. Để xác minh công ty cho vay có hoạt động hợp pháp hay không, hoặc thậm chí là có lừa đảo hay không, các bạn có thể kiểm tra như sau. Thứ nhất, các bạn kiểm tra cái công ty cho vay có tên là gì. Các bạn cần lưu ý tên là phải chính xác. Cẩn thận các loại tên, khi nhìn sơ qua hoặc khi đọc lên thì gần giống với tên các ngân hàng, là tên các công ty tài chính nổi tiếng được phép hoạt động cho vay, nhưng thực ra lại không phải như vậy. Bước kiểm tra này là nhằm mục đích để xem công ty đó có được phép hoạt động cấp tín dụng hay không. Những công ty mà cho vay qua app như thế này thì thể hiện rằng hoạt động cho vay là hoạt động kinh doanh thường xuyên của họ. Do đó, muốn như vậy thì công ty đó phải được phép kinh doanh hoạt động cho vay, nên họ phải được ngân hàng nhà nước cấp phép, chứ không phải là khơi khơi cứ mở công ty ra là cho vay lấy lãi đâu các bạn ạ. Bởi vì theo Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì nhà nước nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng là trong đó có hoạt động cấp tín dụng đấy các bạn. Các bạn có thể lên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia để tra cứu xem cái công ty này có đăng ký hoạt động cấp tín dụng hay không. Ngoài ra như chúng tôi đã nói, họ phải được ngân hàng nhà nước cấp phép, nên các bạn có thể lên trang web của ngân hàng nhà nước để tra cứu xem danh sách các công ty tài chính đã được cấp phép có tên cái công ty mà các bạn đang giao dịch hay không. Chúng tôi sẽ để đường link danh sách các công ty tài chính đã được ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động tính cho đến nay ở dưới video để các bạn tiện tra cứu. Nếu các bạn không thấy các công ty cho vay app này được nằm trong danh sách do ngân hàng nhà nước công bố thì công ty đó hoạt động cho vay là không hợp pháp. Các bạn nên tìm đến các công ty tài chính khác hợp pháp và uy tín. Thứ hai, nếu các bạn kiểm tra bước 1 không thành công hoặc các bạn đã tìm thấy cái tên công ty đó trong danh sách của ngân hàng nhà nước công bố, tuy nhiên mặc dù thấy có tên công ty đó trong danh sách rồi nhưng chúng ta vẫn còn nghi ngờ là cái app đó lừa đảo tinh vi đến mức mạo danh cả những công ty tài chính nổi tiếng được phép hoạt động có hình con dấu đỏ thì sao? Nên sau khi nghe họ nói là tiền vay đã về đến tài khoản trên app nhưng do nhập sai số tài khoản nên tiền không về được tài khoản ngân hàng, nếu không chuyển phí hoặc không vay nữa thì vẫn phải trả nợ, trả lãi vay do tiền đã về tài khoản trên app. Vậy trường hợp này người vay có phải trả nợ, trả lãi hay không? Thưa các bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau. Theo Điều 464 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định rằng bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. Như vậy trong trường hợp này tiền chưa vào tài khoản ngân hàng của người vay, người vay chưa nhận được tiền nên rõ ràng người vay chưa phải là chủ sở hữu của khoản tiền. Khoản tiền đó, giả sử nếu là nó có thật, thì vẫn đang thuộc quyền sở hữu của người cho vay nên sẽ không phát sinh nghĩa vụ trả nợ của người vay. Tiếp theo, căn cứ Điều 463 Bộ Luật Dân sự quy định rằng hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho vay giao cái tài sản cho bên vay. Đối chiếu vào thực tế, chúng ta thấy cái app này hay còn gọi là bên cho vay, họ chưa giao tiền cho người vay.
Ngoài ra, hợp đồng vay là một hợp đồng song vụ. Từ song vụ nói dễ hiểu là quyền và nghĩa vụ của hai bên nó đối ứng với nhau. Như vậy, nếu bên cho vay chưa giao tiền cho người vay thì họ cũng không có cơ sở nào để đòi người vay phải trả nợ trả lãi. Thưa các bạn, trên đây là tư vấn của chúng tôi cho trường hợp cụ thể rất phổ biến này. Chúng tôi có lời khuyên chân thành là các bạn nên hết sức cân nhắc và thận trọng trước khi vay tiêu dùng, đặc biệt là vay qua các app, vì lãi suất rất cao. Nếu cần thiết phải vay thì hãy tìm đến các công ty tài chính hợp pháp được Ngân hàng Nhà nước cho phép, và chúng tôi đã để đường link danh sách để các bạn dễ dàng tra cứu. Video này chúng tôi xin được kết thúc tại đây, hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.